Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hiện giờ mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thì có rất nhiều người hỏi mình là chai Creed Aventus này có sử dụng được cho vào mùa hè hay không. Thì hôm nay mình sẽ quay video để phỏng vấn về điều đó. Và để cho cái cuộc chơi này nó thêm hấp dẫn thì mình sẽ so sánh Creed Aventus với chai Atelier Cologne Pomerol Paris này. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là ai là người chiến thắng trong ngày hôm nay nha. Mình đến trên YouTube Kiên Fagan ấy, và mình đang có hai cái mùi hương này. Mình muốn các bạn ngửi thử xem là các bạn thích mùi hương nào nhá. Ngửi giữa giấy. Giữa giấy á? Ừ. Mùi này đặc biệt của con gái, mùi này của trai. Thích mùi này hơn. Bạn thích mùi này hơn. Mùi này hơn. À, rồi. Thì đây là chai nước hoa bạn thích. Mình muốn các bạn chọn xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn nhá. Mình đã xịt lên giấy rồi, hai bạn cứ cầm cả hai. Ở giữa giấy có thể đổi với nhau. Thích mùi này hơn. Thích mùi đấy hơn à? Bạn thích mùi này. Này hả? Rồi, đúng rồi, chai Creed này. Mình đã xịt ra hai chai ra hai. Các bạn có thể đổi với nhau xem bạn thích mùi nào. Mình xịt ở giữa giấy, các bạn gửi rõ. Bạn đổi với nhau xem các bạn thích mùi nào hơn. Em thích cái này hơn. Thích cái này hơn. Bạn thích, bạn nam thích mùi nào? Cái này à? À, rồi, đây là mùi bạn nữ thích. Đây là mùi bạn nam. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. À, mình đang có hai cái mùi hương này, các bạn có thể ngửi thử. Em mình đã xịt ra giấy rồi. Đấy, các bạn. Ừ, ngửi giữa giấy xem các bạn thích mùi hương nào hơn. Thích mùi này hơn anh ạ. Đấy là chai nước hoa này. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Và mình đang có hai mùi hương này, các bạn có thể ngửi thử. Các bạn đổi với nhau cũng được. Đây, bạn cứ cầm giấy đấy. Các bạn thích mùi hương, mình xịt ở giữa giấy đấy. Cái này có vẻ hơn mùi nào đàn đâu. Mùa này giờ kiểu đàn ông kiểu mùa này đàn ông đàn ông hơn, trái cây mùa này hơn. Chắc là phụ nữ thì sẽ thích mùi nhẹ nhẹ hơn. À, anh đàn ông anh thích mùa này hơn. Đẹp. À, bạn thích mùi gì? Đây là chai này. Đúng rồi. À, bạn nữ có thể xịt thử vào người cũng được. Đó, đưa cho bạn này. Bạn này xịt kỹ tiền. Một nhà nước hoa ấy, Atelier có đem mùi bưởi. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Và vừa rồi thì mình đã phỏng vấn 10 người và chỉ có 5 người thích Creed Aventus thôi, còn 7 người còn lại thích Pomelo. Và hiện tại thì thời tiết đang khoảng tầm 30 độ, nó cũng khá là mát. Và bạn sẽ sử dụng Creed Aventus vào cho mùa hè sắp tới hay không, hay là có lựa chọn nào khác, thì các bạn hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hey.